Ngày tảo mộ. Đoạn khúc thứ 59 trích trong tập sách Cô đơn và tự do của linh mục Nguyễn Tầm Thường. Tôi đến đây thăm ngôi mộ của tôi. 3 năm trước, người ta đưa tôi ra nghĩa trang này. Hôm ấy có người khóc. Chung quanh mộ bia tôi có hoa. 4 năm ngày sau, hoa mới tàn. Sau trận mưa, hoa mới rửa. Người coi nghĩa trang hốt hết về đổ vào thùng rác. Rồi thỉnh thoảng mộ tôi vẫn có hoa. Những cánh hoa lẻ tẻ trong lòng một vài người nhớ tôi không nhiều. Hôm nay không còn thế nữa. Tôi đến đây khá sớm. Tôi hồi hộp không biết hôm nay thế nào. Tôi không biết mình sẽ gặp lại những ai. Hôm nay kỷ niệm 3 năm ngày người ta chôn tôi. Tôi còn nhớ 3 năm trước, cũng vào ngày này, có linh mục mặc lễ, có ca đoàn hát. Trước khi đến đây, tôi nôn nao không biết ngày hôm nay có những gì. Tôi hồi hộp. Bây giờ rõ rồi, không ai đến cả vì đã quá giờ. Bằng giờ này 3 năm xưa, người ta đứng chung quanh xác mới chết của tôi. Hôm nay không ai đến. Tôi đợi thêm cho tới ngang chiều thì biết rõ những gì tôi hồi hộp chờ đợi không xảy ra. Tôi đợi mãi, bây giờ sẽ chiều, sắp tối. Sắp tối thì chắc chắn sẽ không có ai ra đây nữa. Tôi đứng cạnh bên mộ bia tôi. Tên tôi còn ghi ngày sinh, ngày chết. Chung quanh vắng quá, càng về chiều càng vắng. Tôi đứng đây một mình trong ngày tảo mộ. Nhớ về kỷ niệm 3 năm trước, ngày đó xác tôi còn tươi. Ngay trong nhà quèn, có người cũng chỉ đứng nhìn rồi rảy nước phép lên mặt tôi chứ không dám đến gần. Mấy đó mà đã xa cách, người ta sợ con người khi chết. Ngay người thân sống với nhau hàng ngày, rồi khi chết người ta cũng sợ. Người ta không sợ con trâu, con bò chết, người ta sợ con người. Không biết vì sao lại thế. Khi có người chết, người ta bảo nhà ấy có đám ma. Có đám ma? Vâng, có đám ma. Người ta sợ nghĩa trang, người ta bảo ngoài nghĩa trang có ma. Sống với nhau mà vừa chết, người ta đã sợ xác chết rồi. Cũng thân xác đó cho nhau say đắm, mà sao người ta sợ nó? Người ta bảo nhà có đám ma. Rất nhiều người sợ đứng trong phòng một mình với xác chết. Hôm tôi chết, tôi nhìn xác tôi. Nhà quan cố gắng trang sức mà da tôi vẫn xanh, lạnh cứng. Có người đứng nhìn, họ giữ một khoảng cách. Tôi biết họ sợ. Vừa mới nói chuyện, vừa mới ăn cơm chung, vừa mới đi phố, vừa mới gặp nhau, thế mà nhờ nhìn xác tôi, họ lại sợ. Tại sao người ta không sợ con vật chết mà lại sợ xác người? Chỉ người mới có hồn, hồn thiêng đi về một cõi vô hình. Không kẻ sống nào có kinh nghiệm về cõi vô hình như tôi là kẻ chết bây giờ. Hồn ấy có thể vất vưởng điêu linh, hồn ấy có thể an vui trong cõi hàng sống, hồn ấy có thể thành ma, hồn ấy có thể thành thánh. Hồn ấy có thể bình an, hồn ấy có thể trăn trở khắc khoải. Thế giới này sau khi chết mới thấy rõ. Tùy thuộc lúc còn sống mà hồn ấy quyết định nơi chốn cho mình ra đi khi chết, và hồn ấy sẽ thành hồn gì. Người ta sợ xác người vì cái hồn đó. Xác ấy thành hồn thánh hay hồn ma? Xác ấy an nghỉ hay là oan hồn khắc khoải? Hồn ấy sẽ về gặp người sống trong thứ hồn nào? Phải chăng vì thế mà người ta sợ? Phải chăng lúc sinh thời người ta chưa gặp hồn thánh trong xác thân kia, nên bây giờ sợ không biết hồn về trong xác thân nào? Bây giờ trời đang vào tối, càng không ai dám ra nghĩa trang. Vì thế tôi càng biết chắc là kỷ niệm cũ 3 năm ngày tôi chết vắng quá nơi ngôi mộ của tôi. Tôi không muốn đứng trong nghĩa trang này như thế mãi làm gì. Tôi đi tìm một vài kỷ niệm cũ của tôi lúc đương thời. Mặt trời xuống phía sau rặng cây rồi, mây không còn hồng, một khoảng trời xám phủ xuống nghĩa trang. Đầu tiên tôi trở về ngôi nhà cũ năm xưa, bậc thềm vẫn y nguyên. Mấy chân nến đồng lâu năm lắm rồi vẫn nằm trong xó góc tối nhà. Cây thánh giá cũ, tượng chịu nạn một năm mới sử dụng một lần dịp tuần thánh. Chả có gì thay đổi, chỉ có tôi là đã ra đi. 8 giờ tối có thánh lễ, nhà thờ đông và vui. Tiếng đèn vẫn như xưa, người vẫn tấp nập.
Trong thánh lễ không có lời kinh nào cầu nguyện cho tôi. Ai cũng bận rộn với bao nhiêu công việc, bao nhiêu chương trình. Tôi gặp một vài khuôn mặt quen ngày xưa, nhưng hôm nay làm sao họ nhìn thấy tôi được? Tôi nhìn họ thôi. Họ cũng bận rộn như bao nhiêu người. Tôi cố nói với họ, hôm nay tôi đi tảo mộ, hôm nay kỷ niệm ngày chết của tôi. Tiếng tôi như gió bay trong trời rộng, chả ai nghe thấy gì. Tôi lẻo đẻo theo sau họ, tôi cố nói mà không ai nghe. Tôi đi như thế một quãng đường rồi tôi chán. Tôi phải trả họ về cho đời sống của họ, rồi một ngày nào họ cũng giống như tôi thôi. Tôi tìm một vài cánh thư tôi đã viết. Tôi bắt gặp mấy lá thư cũ trong căn nhà của người này. Chúng còn đó, nhưng người ta cũng quên rồi. Mấy tấm hình năm xưa, một chút dư âm còn lại trên cõi đời. Bây giờ nhìn lại, vậy mà ngày đó tôi mất bao nhiêu thời giờ cho cánh thư ấy. Tôi muốn được lòng người này, tôi muốn tình cảm của người kia. Bây giờ chả còn gì. Tôi đi tìm một vài đồ dùng của tôi, bao nhiêu công trình tôi sưu tầm, sách vở, hình ảnh, nghệ thuật. Vì người sống không cùng ý nghĩ với tôi, nên sau khi chết không ai còn giữ chúng cả. Chúng đã tan tác và đang dần dần biến đi. Thế mà lúc sống tôi bận tâm chăm sóc từng ly từng tí. Có khi tôi tiếc xót về những thứ này. Bây giờ tôi đứng nhìn những thứ ấy sao xa lạ quá. Một thời để nhớ, một thời thấy là hư vô. Một thời thu góp, một thời thấy là hoang vu. Một thời ôm giữ, một ngày thấy là cách xa. Tôi cũng đi tìm người ngày xưa không thích tôi. Họ ghen tương chuyện này chuyện kia. Họ thử thách tôi điều này điều nọ. Tôi đứng ngay cạnh họ, họ chả biết gì. Có điều trong thế giới siêu hình người chết, thấy nhiều điều người sống không thấy. Tôi thấy họ cũng giả hình nhiều lắm. Họ cũng bon chen nhiều lắm. Sự thành thật thường che đậy bằng những hảo ý tinh vi. Tôi thấy họ cũng thường quá. Vậy mà ngày còn sống, tôi cứ băn khoăn về lời phê bình này, lời phê bình kia của họ. Chết rồi mới thấy nhiều cái trên cõi đời quá phù vân. Tôi cũng đi tìm người ngày xưa tôi không thích. Bây giờ tôi đứng ngay bên cạnh mà họ cũng chẳng biết gì. Lúc còn sống tôi không thích họ, chứ không phải họ không thích tôi. Chết rồi tôi mới biết mình sai. Những người chỉ trích tôi làm tôi bận tâm. Những người tôi không thích thì tôi quên họ. Bây giờ mới thấy mình lầm nhiều. Họ chả là gì trong xã hội quý trọng danh vọng. Trong thế giới siêu hình tôi thấy cuộc đời họ cô đơn. Vậy mà ngày đó tôi không thích họ. Bây giờ tôi nói với họ, tôi xin lỗi nhé, tôi muốn yêu thương và chân thành. Họ chả nghe thấy gì. Tôi đã lẻo đẻo theo họ một quãng đường rồi tôi thất vọng. Họ chả biết gì. Trong trái tim họ, đôi khi nhớ đến tôi, họ chỉ buồn. Đó, tôi cũng còn lại một chút dư âm. Tôi đi lang thang từ chỗ này chỗ kia. Tôi tìm người này người nọ. Tôi đứng bên cạnh bàn ăn và ngửi thấy hương thơm cà phê. Tôi ngồi trong xe và nghe họ nói chuyện. Tôi ở bãi biển nghe họ nhắc về những kỷ niệm. Trong đó có bóng hình tôi. Tôi đi tìm và cũng còn một chút dư âm trên cõi đời. Cuộc sống là tiếp tục. Tôi chả còn là bao nữa trong cái dư âm kia. Hôm nay tôi về tảo mộ sau 3 năm. Tôi sẽ trở lại nghĩa trang này hơn 20 năm sau xem tôi như thế nào. Ngày đó là kỷ niệm 25 năm. Người ta gọi là Silver Jubilee, ngày lễ bạc. Lạy Chúa, con nhìn về lại ngôi mộ mình sau cái chết. Có những điều ngày xưa con phải coi thường thì con lại bận tâm, như lời phê bình của người này, kẻ kia, như nỗi sợ này, nỗi lo nọ. Cái bận tâm ấy làm cuộc sống con mất bao nhiêu buổi bình minh đẹp, mất bao nhiêu tối trăng mơ màng thơ mộng. Con đã không biết trông chơi trên cõi đời, hồn con thiếu tự do vì quá bận rộn với biết bao dự tính. Bây giờ con làm gì với những dự tính đó? Còn người ta, có ai tiếp tục cái dự tính ấy đâu? Có con hay không, cuộc đời vẫn là cuộc đời. Con tưởng ngày con chết đi là sẽ thiếu vắng. Như dòng sông vừa múc đi một vốc nước, nó lại đầy ngay chả còn dấu vết gì. Vậy mà ngày còn sống, con tưởng mình là cần thiết. Con phải dành cho mình lẽ đúng.
con đã không biết rong chơi trên cõi đời để mất biết bao nhiêu mùa xuân lá xanh non, mất bao nhiêu mùa hạ nắng thênh thang. Ngày còn sống sao lòng con chật chội quá. Lạy Chúa, có biết bao điều con coi thường ngày xưa, bây giờ con tiếc nuối, như sự thương mến chân thành, như trái tim không chật hẹp, như biết quý sự tự do của con tim hơn, như sự từ bỏ cho cõi lòng thênh thang hơn. Nếu những ngày đó con biết quý nó thì đời sống của con đẹp thêm biết bao, có thêm bao nhiêu con suối hiền hòa, có thêm bao nhiêu thung lũng xanh tươi. Bây giờ con biết thì đã quá trễ. Có những kỷ niệm như nhìn lại ngày đó con bực bội vì họ chần chừ để hết hạn mới mua chiếc vé tàu, làm con phải trả thêm tiền. Con bực bội mãi vì họ không nghe lời. Thực ra họ cũng bận rộn, luôn luôn bận rộn. Bây giờ con mới thấy tiếc vì những ngày tháng cứ bận rộn là bận rộn, không biết trông chơi. Những thứ bực bội đó làm con mất vui, làm mất những ngày đẹp. Bây giờ nhìn lại nó chả đáng gì. Tôi đi ngang qua nghĩa trang, nhìn ngôi mộ tôi lần nữa. Có mình tôi tảo mộ tôi, kẻ sống đã chung và cho tôi một ngôi mộ rồi. Bây giờ là phần tôi, một mình tôi với ngôi mộ của tôi. Chiều nay đứng bên ngôi mộ của riêng mình, nghĩ lại cuộc đời năm xưa. Bây giờ thì tôi biết rõ cuộc đời rồi. Nếu được trở lại kiếp làm người nữa thì tôi sẽ sống như thế nào? Ngày táo mộ, bài khúc thứ 59, trích trong tập